Kính chào quý vị và các bạn. Mọi người đang biết mình đang ở đâu không? Mình đang ở rất xa thành phố, đang ở Long Hải. Ở đây là ngã tư đường Nguyễn Tất Thành và đường Hùng Vương ở tại Long Hải nha. Cả nhà mình cho mấy đứa nhỏ đi Long Hải tắm biển. Tụi nó tù túng quá rồi, chịu không nổi. Cho mấy nó lên nghỉ ngơi. Rồi nghỉ ngơi vào một hai ngày cuối tuần thì giờ buổi sáng tranh thủ đi lang thang coi có cái gì hay hay không. Đang tính rồi sau đi trên cái đường này thì đây là đường Nguyễn Tất Thành. Ngay ngã tư Nguyễn Tất Thành với Hùng Vương ở tại Long Hải thấy có một cái quán rất là đông. Giống như là mới vừa được giãn cách xã hội, bà con thèm quá, chạy ra thèm cái cảm giác hàng quán quá, bà con đổ ra đông nghẹt luôn. Thôi mà cái chỗ nào đông mình nghĩ chắc là ngon, thôi vô thôi. Rồi một cái đặc biệt nữa là hàng quán, đi cái quán nào mà thấy có xe tải nhiều là biết chỗ đó ngon à. Ngồi đâu vậy? Bên kia hả? Có gì vậy chị? Hủ tiếu được anh. Ôi, hủ tiếu ngon quá vậy? Ăn hủ tiếu xương hả? Đầy đủ vậy đi nha. Ok rồi, cho em coi hủ tiếu khô đi. Khô ha, ăn khô ha. Dạ. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. 1, 2, 3. Gì? Dạ, 1, 2, 3, 4. Dạ, chào các anh. Một hai ba bốn cho trước bốn tô khô nha. Dạ bên nào đó hả? Ok, trời ơi, ngồi mà ngồi ngoài đường là sướng nhất luôn đó nha bà con. Dạ trên Sài Gòn hết quán rồi. Dạ không phải, Sài Gòn hết quán rồi xuống dưới đây review. Dạ sao cái chưa xả đâu, đúng rồi, đường Nguyễn Tất Thành với Hùng Vương đối diện với lại ban chỉ huy quân sự thị trấn Long Hải. Không phải, phải giới thiệu địa điểm để bà con biết, đối diện với ban chỉ huy nó nằm ngay ngã tư có cái quán hủ tiếu và bò kho, bún mọc, bánh canh rồi các kiểu. Very ngon. Dạ, em chào các anh. Dạ, thưa anh. Dạ, dạ. Dạ, anh ở đây hả? Anh ngửi đây hả? À. Quá này ngon không anh? Dạ. Không biết có ngon không mà thấy đông là biết rồi, là hiểu rồi. Nhưng mà thật ra ở đây vắng vẻ lắm nha, thấy vậy thôi. Cái quán ít, rất ít hàng quán, cho nên những cái quán như vậy là bà con người ta tập trung buổi sáng ăn sáng rất là đông. Và hôm nay là sáng thứ bảy. Không khí ở đây nó rất là dễ chịu, rất là yên bình và rất là thoáng đãng, rất là fresh. Và mình cũng thấy rất là bất ngờ, rất là vui tại vì mình không nghĩ là ở dưới đây cũng có khán giả của mình đông vậy luôn á. Rồi. Đúng rồi, con ngồi bên đây đi. Dạ không, đó là của công ty khác. Dạ, dạ, dạ. Bộ tụi em gọi gì chưa? Tôi gọi bốn tô khô luôn rồi đó. Là bốn tôi phải. Dạ dạ, em chào anh nha. Anh chạy xe hả? Dạ. Đi xe. Ok, dạ chào anh. Thấy anh thích anh ví dụ năm tuổi tử anh. Dạ, cảm ơn anh. Anh có lòng hảo tâm nha. Dạ, dạ. Anh hồi trước là dạ đúng rồi, xưa đọc tin tức. Dạ đúng rồi. Ồ vậy hả? Anh sinh năm mấy? 76. 76 hả? Ồ, 76. À, nó học ở đâu? Nó học ở Sài Gòn. Học ở đây hả? Dạ. Mốt, dạ, 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 chào anh.
dễ thương quá. Khán giả của mình là thấy ai cũng dễ thương á, văn minh lịch sự. Quý vị các bạn thân mến, mặc dù là đây là cái thời gian mà giãn cách xã hội đã được nới lỏng và hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2020, nhưng mà mình vẫn xem đây là một trong những cái thời khắc mà rất là đáng ghi nhớ. Nói nó là cái thời điểm này là nhật ký MV là cũng là đúng, tại vì nó vẫn chưa kết thúc hẳn đâu nha. Trên đường xá thì đó, quý vị các bạn cũng thấy nó, mọi thứ nó vẫn có vẻ như đã hoạt động lại bình thường. Tuy nhiên là mình tin chắc rằng tất cả mọi người đều rất là lo, tại vì không biết, rất sợ nó trở lại. Cái gì mà nó quay lại nguy hiểm lắm. Ủa sao lâu người ta bỏ qua đâu quá. Mình ăn sáng đây xong rồi mình sẽ chạy vô Vũng Tàu đi vòng vòng xem có trường hợp nào để mang tới niềm vui bất ngờ hay không nhé. Rất là thích, không biết quý khán giả sao chứ mình rất là thích đi ăn mà ngồi những cái quán mà ở ngay sát bên đường đi vậy nè. Cảm giác nó nhìn thấy cảnh xe cộ nó chạy qua chạy lại rất là vui, mà ồn ào nữa, mà thích lắm. Nhưng mà ở Sài Gòn mình thì kiếm những cái vỉa hè mà lớn lớn như này cũng khó. Nhưng mà ở các tỉnh á, ở các tỉnh thành thì... Chào em Thúy nha. Dạ. Dạ. Trời, anh chờ em một chút xíu. Trời ơi, đây dĩa rau này, và mọi người biết đây là rau gì không nè? Đây là rau cần. Còn cái này là tầng ô. Rồi lâu lắm mới thấy là cái rau này á, lâu lắm không ăn cơm với cái rau này nha. Cái rau tầng ô này ăn rất là thơm. Mình ăn sống được luôn á. Rất là quên nửa tay à. Mình như để quên cái chai ở nhà luôn. Thật quá. Nhân thể xin được dành 30 giây cho quảng cáo. Hand gel của Coleman, hương xả, dạ đây. Trời ơi, hấp dẫn chưa? Đừng nói tại sao. Đừng nói yêu nhau cho tâm hồn đau khổ. Rồi cái sợi, đây cái sợi hủ tiếu nhìn giống y như cái sợi hủ tiếu miền Tây á. Gì cũng được chị ơi. Dạ. Đó, cái sợi hủ tiếu này nó trong vắt luôn. Thôi mình, trời mới giờ này mới 8 giờ mà cái quán đắt quá cho hết trơn rồi. Trộn khô mà cái vị rất là vừa luôn. Mình chưa có đảo gì luôn á, chưa có. Để thử nha. Cái sợi hủ tiếu này nó trong veo à, giống như sợi hủ tiếu Mỹ Tho vậy đó. Giống như sợi hủ tiếu miền Tây vậy đó bà con, thấy không? Rồi. Ủa có rau muống nữa hả? Là con bún bò hay gì vậy? À, rau muống ăn bún hả? Bún gì vậy? Đây, mình phải pha chế theo công thức của mình một chút xí. Chút sa tế bỏ vô, yeah. Thôi mình sẽ bắt chanh lên. Để con nấu hủ tiếu khô, hôm nay tao bún rồi nè. Ăn hủ tiếu khô không em? Dạ con. Coi bao nhiêu tô rồi, đếm nè. Đúng rồi, cho sang tô khô đi. Đỡ bị nguội. Rồi, mình thêm ít nước tương vô nữa. Riêng với cái hủ tiếu khô là phải ăn với nước tương chứ không ăn nước mắm được.
đây toàn là ớt, mà ớt ớt cái này là ngon lắm nha bà con. Tô hủ tiếu khô ngon xuất sắc. Bóc ớt kiểu này lát nữa bóc lên mặt cái là bóc lên mắt hay là bóc lên cái đầu đó là chết luôn. Rồi vậy là đẹp rồi. Rồi còn cái này mình sẽ bỏ ra, mình sẽ bỏ rau từng ô vô đây cùng với rau ngò. Nóng nha. Đó, tầng ô. Xuất sắc chưa? Nếm thử miếng nước nữa, quên chưa nếm thử nước lèo. Trời ơi. Cái nước này giống như nước xương mà ở nhà bà ngoại hay nấu cho mình ăn á. Tức là nấu giống như là bánh canh nhà nấu vậy đó. Nước ồ nó ngọt mà ngọt từ xương á. Bán hàng vui quá, tưng bừng quá lá. Đắt khách quá, cãi lộn luôn. Thêm ít nước tương cũng được. Ủa cái ớt này ăn thơm quá. Cay mà thơm nữa nha. Không thể tả được cái cảm giác nó sung sướng như thế nào đâu bà con. Được ra ăn hàng quán trở lại là một cái cảm giác nó vô cùng sung sướng. Sung sướng tới cái mức chảy nước mắt luôn á. Nó đùa chứ tại ớt cay quá. Cục gì đấy? Ồ, cục này cục gì ta? À, giống xíu mại quá. Đúng không? Giống xíu mại quá đâu. Này xíu mại phải không chị? Xíu mại hả? Ngon, xuất sắc. Còn nó thơm, nó thơm. Quá đã. Vui quá, ăn quán là vui thiệt đó. Ngồi ăn đây mà nghe phía sau bình luận thời sự luôn. Nghe các chú phía sau bình luận thời sự vui không? Tổ chức WHO. Sao Mỹ mất khẩu trang, Mỹ cho lại 4 triệu rưỡi.
Bút sườn ngon quá. Trời ơi, trên cả tuyệt vời. Giờ Bình Luận rồi, tới miền Tây rồi đó. Sương mại ngon quá. Nước ngọt quá, giống như nước, cái cảm giác nước lèo, giống như nước lèo nhà nấu á, ăn nó cái vị nó là vậy đó. Cái vị nó rất là gần gũi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi sáng hậu ngày hôm nay là cũng là một ngày rất đặc biệt nha. Hôm nay ngày 25 tháng 4, là mình còn nhớ là ngày 25 tháng 3 là vừa tròn đúng một tháng năm trước, tháng trước đó, là mình bắt đầu mình quay cái tập đầu tiên của nhật ký MV chính xác luôn. Hôm nay ngày 25 tháng 4 đúng tròn một tháng, mà chưa biết hôm nay sẽ kỷ niệm gì đây. Chỉ biết rằng là buổi sáng hôm nay là có được một cái buổi sáng mà thiệt sự là vô cùng hạnh phúc luôn. Mà ở một nơi rất xa thành phố. Đây là một cái địa chỉ mà Carloman cũng mong giờ giới thiệu đến quý vị và các bạn. Nằm ở ngã tư đường Nguyễn Tất Thành và Hùng Vương. Đối diện với lại ban chỉ huy quân sự thị trấn Long Hải. Ở đây thuộc Long Hải nha. Nếu mọi người mà đi, có mấy khán giả nào của Carloman hay đi du lịch ở Long Hải nè, hay là ở những cái khu mà resort gần gần đây, chịu khó chạy xe ra đây chút xíu ăn một buổi sáng trên cả tuyệt vời. Rồi tạm biệt quý vị các bạn.